Các bạn ơi, tiếp tục bộ micro lượn này. Nào, chúng ta đi bóc vỏ. Bạn nào mà nhìn gói này bạn nhận ra ngay mà. Mà phải công nhận cái bên chuyển phát này, người ta đóng gói ác thật. Người ta thừa băng dính sao các bạn ạ. Bây giờ mình rạch, mình không biết rạch kiểu gì này. Xé thôi. Sau rồi bao giờ đóng gói lại thì đóng gói cho bạn thì hộp khác. Người ta đóng gói không nhìn thấy vết luôn này. Không nhìn thấy vết luôn này. Xé ra mới nhìn thấy vết này. Bên vận chuyển này ác thật. Nắm bằng dính thật. Nào, chúng ta có bộ mic gì nào. Mình sẽ lại sửa. Ai chà, lại còn cái tai mic nữa. Nào, ra đây. Các bạn đóng gói micro hay là đóng gói bất kỳ thiết bị nào gửi đến sửa chữa đồ điện Dũng Ngân nhé. Nếu mà các bạn ngại, các bạn muốn giấu thông tin thì các bạn ghi cho mình cái số điện thoại thật to vào đây này. To vào. Bởi vì nếu mà có mỗi cái mã này thì chúng ta sẽ đến lúc các bạn hỏi tìm hàng thì mình sẽ không bao giờ mình tìm được hàng cho các bạn nhé. Cho nên là ví dụ mà các bạn gửi đến và các bạn bảo muốn sửa ngay cho em, tìm cho em gói hàng, ít nhất các bạn chụp cho mình cái hộp này, chụp lại và số điện thoại bạn ghi ngoài vỏ này. Bởi vì mình có 100 bộ mic đang chờ sửa thì mình không biết gói nào của bạn đâu. Cho nên là hơn nhất là các bạn ghi cho mình số điện thoại ngoài. Ví dụ mình có thể tìm theo số điện thoại. Và có thể là mình sẽ bạn chụp lại cái hình. Thì mình sẽ bảo bạn gửi cho mình cái hình của cái hộp này. Mình sẽ nhìn cái hình dễ tìm thiết bị hơn. Bởi vì cái kho hàng của mình bây giờ nó quá nhiều thiết bị rồi. Nên là không thể nào mình tìm ra được cái thiết bị nếu mà không có thông tin rõ ràng đâu các bạn. Ví dụ như bộ này là không biết là của ai này. Nếu mà không đọc tờ giấy bên trong hộp này thì không biết là của ai. Thế là bạn này mà bạn bảo là, anh sẽ tìm cho em bộ mic của em mà anh chịu luôn thì không tìm được. Có phải một mình mic của bạn đóng gói bên đơn vị này đóng gói đâu. Hàng bao nhiêu đơn vị, hàng bao nhiêu khách sử dụng đơn vị này người ta vẫn cứ đóng gói kiểu như thế này. Làm sao mà biết được, đúng không ạ? Cho nên là hơn nhất các bạn đóng gói chụp hình. Nếu các bạn mà gửi ra bên vận chuyển thì ít nhất là các bạn bảo người ta ghi cho cái số điện thoại to đùng ở ngoài ấy. Ghi to lên rõ ràng vào. Mà lấy cái bút mà không xóa để ghi vào thì ví dụ vận chuyển nó có mờ, nó không bị mờ được các bạn nhé. Nào, chúng ta đọc thông tin cái bộ mic này nó bị lỗi gì nào. Ui, sao bộ mic này giống bộ mic hôm trước sửa thế. À, nó vặn cái này ra để cho pin này. Mình mới đầu mình thấy nó hay hay nhưng mà sau mình thấy nó mình ghét quả này. Xoay. MusicWare HS Pro 1500i. MusicWare HS Pro 1500i. Đây, 1500i. Nào, chúng ta đọc thông tin bạn để lại nhá. Ây chà, quận 7 không biết là của thành phố nào. Địa chỉ 50 đường 77, phường Tân Quy, quận 7. Mình không biết là quận 7 của nào. Chẳng nhẽ chỉ có Sài Gòn mà có quận 7 hay là chỗ khác là có quận 7. Mình chịu. Chắc phải điện liên hệ lại, gọi điện lại bạn ý. Bạn ơi, bạn ở thành phố nào bạn ạ? Em gửi anh đầu micro không dây kèm theo hai tay mic. Anh kiểm tra em, hai tay mic vẫn nhận sóng nhưng không có tín hiệu ra. Lại giống cái bộ U8 vừa sửa. Tình trạng máy còn zin, chưa có ai sửa chữa. Ồ, cái này mình rất thích đấy. Không anh giúp hộ em, cảm ơn. À, mong anh giúp hộ em. Anh sửa xong thì cho em tài khoản rồi chuyển toàn thanh toán nha. Rồi. Nào bây giờ là mình sẽ bây giờ mình có giải pháp Canon và 6 ly rồi. Vừa mới đầu tư tiền rắc. Thử Canon và 6 ly luôn. Nào, nguồn con này là bao nhiêu volt? 12V 500mm. Ok luôn, có sẵn nguồn. Không có tiếng ra. Công tắc lên. Màn hình đẹp quá. Tình cảm năm xưa ta như đùa vui thế thôi.
Dạo này các bạn ạ, nhìn nhiều việc quá nên nỗi mình không dám nghe điện thoại luôn. Bạn nào mà muốn liên hệ mình thì nhắn tin các bạn ạ. Cho lúc mình quay video mà mình không tiện nghe điện thoại đâu. Nào con này à, nút set. Hôm trước mình kiểm tra con này rồi. Nào on này. Sóng full pin full. Ôi con này đẹp quá các bạn ạ. Sóng full pin full. Nào bây giờ mình sẽ ăn 6 ly trước nhá. 6 ly trước này. Alo, alo. Không có. Alo. Không có các bạn nhá. À, mình chuyển sang cân đây. Nào thử lại xem rắc của mình có vấn đề không. Rồi. Mình vào hai đường cân ông luôn. Rồi. Nào mình lên về này trước này. Alo, alo, alo. Ô ô ô. Alo, ô ô ô. Rồi, vậy là cả cân ông lẫn 6 ly đều không ra tiếng. Rồi. Bây giờ chúng ta đi liệu cái hay không ra tiếng này nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân dẫn đến là gọi là gì nhỉ? Coi bị đứt cũng là một nguyên nhân các bạn nhé. Coi đứt là một nguyên nhân. Nhưng mà đứt hai cái một lúc thì hiếm. Đứt hai cái một lúc khá hiếm. Nào bây giờ mình đi mình tháo đầu thu. Bạn này bảo chưa bao giờ đầu thu chưa sửa. Đây tay bảo hành còn nguyên này. À đứt rồi còn đâu? Em đứt rồi, nhưng khả năng là chưa tháo. À, mình đi tháo bắt đầu. Ốc vặn chưa sát thế này mà chứng tỏ là đầu thu tháo rồi. Hãng người ta vặn máy là người ta sẽ vặn sát ốc đó. Không có chuyện vặn không sát này. Giờ có hai con vặn không sát thôi. Bên này vặn sát. Con này rút lên, rút thẳng lên chứ không phải vật đó. Nó thiết kế hai cái này là chúng ta sẽ không rút được mà chúng ta nó tì vào đây này. À, hôm trước một cái bộ như thế này mất tiếng một vế. Cái gì đấy? Sao con này khó? Ôi trời ơi bạn này mà sao bạn ấy bảo là bạn ấy mua zin nhỉ? Sao con IC này, con chip này như kiểu bị hàn tay này bạn này. Ôi hàn chip hàn tay rồi bạn nhá. Hai con này hàn tay luôn này. Bạn này bảo zin mà, zin gì mà zin. Bảo sao mình thấy cái hai con ốc bạn không khít. Rồi. Nào. Bây giờ chúng ta kiểm tra thử âm thanh 6 ly trước này. À, đây nhá. 6 ly này. Nó chạy về đây, con IC này khuếch đại 6 ly. Còn hai con Canon là từ đây khuếch đại đi này. Han khuếch đại được Canon ra này. Đó, hai con này là hai con chia volume này. Đây, một con dưới này. Ô cái mạch kia thì là nó hàn ở dưới các bạn ạ. Cái dây hàn ở dưới, nó sạch sẽ bao nhiêu, con này hàn trên nó vướng quá. Nào chúng ta test thử 6 ly trước nhá. Các bạn thông cảm nhá, bà xã đóng gói hàng cho nên là nó hơi chọt chọt tí. Các bạn thông cảm. Nào bây giờ mình test thử 6 ly trước này. Nào on nguồn lên. Ra âm thanh lên. Mình kích thử nhá. Mình kích vào đường 6 ly này. Cho nó xem ra loa rất là to đấy. Em ơi. Đó, ra loa. Và con khuếch đại đầu vào này. Liệu con... Đây có tiếng này. Ồ, tiếng bé quá. Đến đây không có tiếng này. Tức là sau quả này quay vào đây, đây không có tiếng các bạn nhá. Tại đây không có tiếng rồi. Nào bây giờ mình sẽ sử dụng phương pháp là dùng Oxino. Mình đo kiểm tra tiếng, kiểm tra sung. Tất nhiên là chúng ta dùng banh, chúng ta kích giật lùi thì nó vẫn ra thôi. Nhưng mà mình thích dùng cái này cho nó nhanh. Mình kiểm tra ngay tiếng ở các cái đây này, mình quay gần lại cho bạn xem. Đây các bạn nhé, hãng người ta đưa ra các cái chỗ để chúng ta kiểm gọi là để cho chuyên thợ đo này. Đây này các bạn này,
các cái lốt này, các cái lốt này, đây có cái lốt này để chúng ta kiểm âm này, đó, các lốt này, đây con này là chân đầu vào, chân số 7 đầu ra của con IC này, từ con IC này bắt đầu phi xuống là nó đi ra, nó khuếch đại qua con IC cuối này để ra 6 ly, còn từ đây nó phi thẳng ra là ra canon các bạn nhé, qua volume này, nó đi ra đây chạy lên canon ở đây, đó, cho nên là bây giờ mình sẽ lấy Oxyno mình đo xem cái bắt đầu từ sau con IC này xem nó có không. Nào, mình đo tại đây đi. Có sóng ngang các bạn nhé. Alo. Nào, chúng ta lên với Oxyno. Hôm nay mình mới bắt cứng cái chân của máy hiện sóng vào rồi. Alo. Giang em hôm nào. Các bạn thấy có âm thanh chưa? Alo. Vậy là về phải ra âm thanh tại IC này rồi nhá. Nào về trái này. Các bạn đây là sóng mang này. Alo 1 2 3 4. Vậy là âm thanh ra đến đó rồi nhá. Nào mình xem cái volume của bạn để nhỏ quá không này. Nào volume để bao nhiêu? Select set bấm vào đây nhá để chen nhá để chuyển sang voice này. Sang voice đi cưng, ấn set. Úi giời, 60 rồi bạn ơi. Vậy là quá to rồi. Ấn vào đây cắt xem cái này bao nhiêu. Sang voice 52. Nói chung cái này chúng ta để 50 thôi. Các bạn nhá. Rồi. Ấn set. Rồi. Rồi. Chúng ta để 50 thôi. Vậy là xung ra đến IC khuếch đại đầu ngoài này rồi. Xung đi ra đến đây rồi. Và sau con này đầu ra của nó là con volume này. Đầu ra nó volume, xong nó lại quay ngược lại một con IC nữa. Đây hình như quay về con này. Tức là đây nhá, sau con này khuếch đại ra này, nó chạy qua volume này, volume xong lại quay vòng ngược con này này. Và hôm trước mình có sửa, không biết các bạn còn nhớ cái bộ đúng bộ như này, đúng bộ này luôn. Nó hỏng con hai con 3K3 ở chỗ này. Nó lối một con 3K3 và mạch kia nó thiết kế khác mạch này. Bởi vì cái mạch kia cái dây này thông minh hơn, nó đút ở dưới này. Nó rất sạch sẽ mà cái bộ mà đây này các bạn này. Đống tụ mình tháo ra đây này. Đó. Đống tụ mình vẫn đang vứt đây này, mình chưa cắt đây. Đó. Thay con 3K3 mà sau khi thay một con 3K3 bắt đầu nó tiếp tục nó hỏng đến con 3K3 thứ hai đấy, chính là cái bộ đấy. Thì bộ đấy là bị mất một vế. Và bộ này bây giờ lại vẫn là con khuếch đại đầu ngoài này mà tại sao lại không ra tiếng này. Đây có tiếng này. Chân số 5 có tiếng này. Đầu ra của nó chân số 1. Em ơi. Đầu chân số 7 đầu ra này. Chân 2 này, chân 2 có tiếng này. Mình cho trả chân xuống đất nó còn tiếng bé như này. Một con này đầu vào bên ngoài nó là tụ vàng thì rất là to rồi các bạn nhé. Tiếng có vẻ vẫn hơi bé. Đây, mình chờ rằng vào đây là tín hiệu ra âm ly này. To này, lùi một tầng khuếch đại này. Đó, rất là to. Đó. Mà đây rất là to. Thì đây cũng phải to. Đó, rất là to. Bây giờ khuếch đại 6 ly ở đây tốt. Bây giờ chỉ còn hai con này. Hai con khuếch đại trong này. Tại sao nó không ra volume? Một là IC volume hỏng. IC volume hỏng. Bây giờ mình sẽ cái gì này? Sao con IC là chân hàn gì đây? Chết rồi. Thợ thiên hàn kiểu gì này? Rồi các bạn ơi. Bạn này bạn bảo chia sẻ bao giờ? Chắc bạn mua mic cũ bạn vào chia sẻ bao giờ này. Đấy nhá, đầu tiên là lúc đầu mình phát hiện ra con này hàn tay này. Các bạn nhìn thấy không? Nhẹ nhất là nhẹt nhá. Này bây giờ nhìn con này này. Này vào chia sẻ bao giờ này. Này bạn vào chia sẻ bao giờ. Úi giời đất ơi. Này vào chia sẻ bao giờ. Nào tiếp bên này nữa này. Này vào chia sẻ bao giờ này. Thợ cầy nát bét hết mạch chia sẻ bao giờ. Đây
dăm này, hàn chập đây này, dăm mute hàn chập rồi. Đây bạn chia sẻ bao giờ, khả năng bạn ý mua mic của ai đấy xong rồi người ta bảo chia sửa bao giờ thì cũng tin người ta sao ấy. Ở đây nó có mạch làm câm đầu ra, ui ôi, mạch làm câm đầu ra chọc bé bét rồi. Mình tháo vỏ mình thấy một là thiếu vỏ hành đứt, hai là hai cái lốc vặn không sát, là mình biết ngay là có vấn đề mà. Nào bây giờ mình kiểm tra xem liệu có phải mạch làm câm là nó làm câm tiếng không nhá. Bởi vì ở đây nó sẽ có tín hiệu ra đây và qua bộ làm câm này bắt đầu mới quay ngược này. Mà nếu mà bộ làm câm này bị lỗi là nó mất tiếng cả hai vế luôn đấy. Cái bên này kích hoạt là nó làm câm bên này, và bên này kích hoạt nó làm câm bên này các bạn này. Đây một chuỗi làm câm của nó này, mấy con chan làm câm này. Rồi. Bây giờ bộ này thì để mà dò mạch nó lâu, thôi mình đi mình dò trước, xong rồi mình báo với các bạn lỗi chỗ nào. Các bạn ơi, định kiểm tra con IC khuếch đại đầu ra này thì con này cũng bị cầy nát rồi các bạn. Chở chiếc lung tung hết rồi. Chạy 333 này này, mình đang kìm hai con 333 này. Đầu vào đây có đây này, đầu sau. Sau này. Sau con này không có này. Sau này không có này. Đây có này, qua con chở này có này, thì 3K3 này phải có này, tụ 10mm này sẽ không có, bây giờ nó đầu ra này. Đó, vậy là con này khuếch đại tốt này. Nào, con trong nó này, mình đang quan ngại cái volume thôi các bạn ạ. Cái volume nó có vấn đề ấy. Cái volume này mình thấy hàn chip chiếc hàn lung tung hết rồi, quan ngại mỗi cái volume, con IC volume ấy. Nào bây giờ mình sẽ nào con này nốt bên này đi, nốt con 333 bên này đi, nốt con mạch khuếch đại có 333 bên này, 332 con này đi ra này, để xem chính xác là con nào khuếch đại ra. Con này thì không phải rồi, không phải con này mà là con này đó. Đây ra tiếng có này. Sau con tụ này có không? Đây à, trước con tụ là có không? Liệu tụ này đứt à? 4,7 là 2,2 mi. Ai da. 2,2 mi đè ra thay đi. Đây không có này. Nhưng sau tụ có này. Vậy là con này có vấn đề, 2,2 mi có vấn đề. Nào, xem bên này là con 2,2 đâu. Có con 2,2 bên này đâu? Hai vế cân nhau so sánh thì nó phải cân nhau chứ. Hay bác là bác thay 2,2 rồi. Hay là anh này cũng bắt chiếc anh xua là một bên thì thích tụ này 22mm, bên tụ 4,7mm. Anh này anh ấy cũng thích thế. Con này là con khuếch đại 3K3 xong 22mm đi ra. Nào bên này là ba ca ba 220 đi ra đúng không? Ốc bên này tụ 10mm 16V là tụ đầu vào xem nào. Sorry, nó phải là đầu vào cơ. Đầu vào ông này 10mm 16 bó tay. Đầu vào ông bên này là 22 2,2mm. Nào, bên này 4,7mm 10mm 16. Thôi, để mình đi tìm nữa các bạn ạ. Lơ mơ là con này là mình thấy 2,2mm đang đằng trước, đằng sau kêu này. Mà đằng trước không kêu là có vấn đề. Đấy, ít ra bên này con này. Con này thì là chân số, chân da, chân ao của nó thì không nói gì. Thì chân trước nó kết nối với cả mạch khuếch đại trước thì nó sẽ không kêu rồi. Rồi. Con này khả năng tụ thôi. Đấy, bây giờ mình đi mình thay. Những con nào 4,7 với 2,2 mình thay hết nhá. Ok. Mình thấy con tụ này hỏng là mình cứ đi thay tụ đã. Đấy các bạn ơi, mình thay tụ này.
Thì bây giờ có tiếng ở đây này, và đằng trước là có tiếng ở này. Và tiếp tục là ở đằng trước con truyền mạch của con này. Đây có tiếng đấy các bạn nhé. Đó, nhưng mà đầu ra của con này không biết nó chạy đi đâu mà nó bị đứt mạch và nó không sang đây được. Đó, nó không sang bên này. Đó, mạch rất mạnh. Đó, tức là tiếng mình đang để canon nhé. Vậy là canon con này khuếch đại ra canon ok rồi. Nhưng mà mình đang quan ngại này, tiếng sau con chiếc áp volume nó chạy về đây này. Nó chạy ra đây này. Và chạy, đấy, chạy ra đây này. Dưới này có rồi này. Đó, đây có rồi này. Đấy, nhưng mà cái này đang khuếch đại, đang rất kém này. Về này đang khuếch đại rất kém này. Tức là đây là đầu vào khuếch đại. Đó, khuếch đại đầu vào này. Rất mạnh rồi. Này, trước tụ này, sau tụ này. Đó các bạn. Vậy là tụ 10mm này cũng phải thay lốt các bạn nhé. Tức là các bạn kích tay vào chiếc tụ này. Đây nhá, chiếc tụ này. Lúc nãy con tụ 2,2 này đúng không ạ? Kích sau kêu. Thì kích trước không kêu thì bây giờ mình thay là kích cả hai kêu rồi này. Đó, thì bây giờ con này kính đằng sau kêu này. Đằng trước không kêu này. Thay lốt tụ 10mm. Rồi. Bệnh nó có thế thôi, toàn đi thay tụ. Chán lắm các bạn ạ. Toàn đi ăn mới đi thay tụ này. Rồi, các bạn ơi. Đó, các bạn nghe tiếng mic chưa? Đây các bạn nhìn nhá, sóng AF này. Nhìn sóng AF này biết này. Một bên ra rồi, một bên chưa ra này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên này có sóng AF này. Bên này nhá, bên này sẽ không có này. Alo, 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 vậy là bên này mất sóng AF các bạn này. Đó, vậy là tại sao lại mất sóng AF này là cái mà nó đưa lên hiển thị qua volume, chia ra volume mà đưa lên. Alo, alo. Và bây giờ mình sẽ tắt cái tay này đi, mình set cái tay kia sang bên này. Nào, mình set cái tay này sang. Tay này mà muốn set thì phải vặn ra hay sao ạ? Đây, mắt set đây rồi. Đây. Nào, mình set cái tay này sang bên này nhá. Đó, mắt IR trên màn hình như sao các bạn ạ? Đó, sang rồi. Còn tay này cũng tịt nhá, tay này không kêu. Nào bây giờ mình set ngược lại. Set cái tay không kêu lại sang đây. Cái tay đỏ là tay không kêu này. Nào set cho mình này. IR trên màn hình. Alo, 567. Rồi, vậy là mình sẽ lấy một cái tay đỏ này để mình thí nghiệm nhé. Để mình xem con bên này lý do vì sao không kêu nhá. Khi mà AF không lên có nghĩa là tín hiệu đưa về IC chip không được các bạn này. Thì IC chip này không lên. Đó. Alo. Và hiện tại là chúng ta đo xung. Không hiểu sao chúng ta đo xung tại đầu ra của nó thì nó vẫn lên. Đây mình đo xung tại IC đầu ra đi, con đầu ra con IC này. Alo, alo, vậy là không có tại đây này. Quan ngại volume đây này. Đây chiếc volume này. Chiếc volume này. Alo. Alo. Đâu chiếc IC volume đâu rồi? Xung ơi. Em ơi, mùa xuân đã về trên cánh lá. Alo, alo, ô sung tại đây rất nhỏ các bạn ạ. Nát rêu rêu ngót quá, cho trời xanh thắm thầm. À, sung tại ngay IC đầu ra, khuếch đại đầu ra này nó đang bé quá. Alo, alo, đây vẫn nhỏ này. Và khi mà bật 393, xem 393 bật chưa. 393 mà không bật là đây sung 393 sáng nước cái này còn gì nữa. Alo, sóng mang lên làm âm kìa. Đây mình quay lên cho bạn xem sóng mang thành chuỗi kìa. Đó, chạy chuỗi sóng mang thế. Vậy là có sóng mang rồi. Alo,
Nếu mà sóng âm thanh tại đây không thấy. Alo. À, mình đo tại chân volume luôn đi. Alo. Đầu ra này, vừa quệt quệt cái lên này. Về đầu vào volume bên này có vấn đề nhá. Volume bên này không thấy tiếng này. Alo, alo. Alo, ôi tiếng bé lắm các bạn ạ. Không thấy gì cả. Alo. Và anh lại ra đi vui như ngày hội. Mùa xuân biên giới súng anh gác trời mây. Alo, alo. Trong ánh mắt em thơ. Alo, alo. Đây súng đây tại đây bé quá. Alo. 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 Đây tức là tại IC trước mạch volume là có súng rồi này. Đây mình để này, mình dò cho nó. Đây là con trước volume nhá các bạn nhá. Alo. Mình cho nhỏ đi cho nhìn cho dễ. Alo. Alo 1 2, đây là trước volume. Và đây là sau volume này. Alo, alo, không có gì gì. Vậy là con volume bên tay phải này có vấn đề. Con IC volume. Alo, alo. Đầu vào IC đâu rồi? Đầu vào IC chân bên này thì phải. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ đồ ấy. Anh đi vào xưởng máy khi trời còn mây xanh. Và ta lại ra đi vui như ngày hội. Alo, 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 alo. Vậy là ship sẽ vào mưa lưu. Vào chân mưa lưu đây trước rồi. Alo, alo. Alo, không có tiếng các bạn ạ. Alo, alo. Vậy là không có tiếng. Đây có sung. Mà sung từ đây đi ra đâu mà lại mất. Đấy, thế cơ. Alo. Alo, alo. Bên này mất luôn này. Alo, alo. Bên này mất luôn sung. Sung mang có nhưng mà sung. Alo, âm thanh mất. Và ta lại ra đi vui như ngày hội. Mùa xuân biên giới súng anh gác trời xa. Trong mắt mắt em thơ. Rồi. Nào. Mùi xăng xe gì đây. Oh sorry các bạn. Cập ngay vào cái volume. À cái mic. À, tại đây có rồi này. Tức là ra ngoài này thì qua con IC volume này. Con IC volume này. Tức là từ đây đẩy ra volume, volume đẩy ra con khối đại cuối. Khối đại cuối đi ra ngoài. Thì bây giờ chỉ còn con volume này là giải quyết lốt con volume này là ra tiếng các bạn này. Rồi. Bây giờ mình đi mình kiểm tra trước và sau volume xem còn cái con gì đâu mà tại sao nó không khối đại ra các bạn nhé. Đây các bạn ơi. À, em cháu âm thanh em cháu ra đầu này của tụ con tụ mình vừa thay rồi này. Ra đến đây thì tiếng rất là mạnh, rất là khỏe. Nhưng mà em khuếch đại này ra đến đây nó chỉ còn sóng mang thôi, không có sóng âm thanh. Và đây có cái sự sai khác này. Nào mình giơ máy cao lên cho các bạn xem nha. Có một cái sự sai khác, có nghĩa là đây là có một con trở. Đi qua con tụ này đi vào con trở. Thì con tụ là con trở này mình đang đo bên này này. Các bạn thấy không? Đó, nó chạy núp tung beng này. Đó. Và trong khi đó này, so sánh đối xứng này. Con này có 7K3 nhá. Nào, và con này bên này này. Các bạn thấy con trở này. 8K2 này, 8K3 này, chạy núp tung beng này. 8K2 này. Đằng sau nó là con trở tiếp này. 14K này. Đây con chờ này này. 7K3 này. Đằng sau nó này. 13-14K này. Đó. Mình đang quan ngại là con chờ này nó đang không dẫn tiện tín hiệu. Bây giờ mình sẽ nhấc em cháu ra. Và mình kiểm tra bên ngoài. Các bạn nhé. Đây các bạn ơi. Em tháo em cháu ra. Thì bây giờ đo này. Tháo ra nhé. Tháo ra rồi. Thì đo 7K1, bạn thấy bực mình không?
tức là trên mạch thì là 8K, nhưng mà khi tháo ra thì em cháu lại tiếp xúc tốt và còn 7K. Rồi, bây giờ hơn nhất là chúng ta thay. Nào, các bạn ơi, mình thay con chờ nó rồi. Và bây giờ chúng ta test thử hai tay này. Alo, alo, các bạn ơi, alo, 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 đây là âm thanh nhé. Alo, 1, 2, đấy là tay bên này. Alo, 1, 2, 2, 2, hai, alo, 1, 2, alo, 1, 2. Đó, vậy là hai tay đều ra tiếng rồi các bạn nhé. Bây giờ mình chỉ còn cân chỉnh cho hai vế nó cân nhau thôi. Hai vế nó cân nhau là được. Alo, alo, 1, 2, 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
ánh mắt em thương có mùa. Alo, 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 alo. Các bạn ơi, nó có một cái vấn đề như thế này. Khi mà chúng ta đặt hai tay mic, cái này chắc chắn là thợ sửa. Chắc chắn là thợ sửa có vấn đề. Đây nha bạn nha. Mình đặt hai mic vào này. Mình alo cho bạn xem nha. Alo, các bạn thấy mất tiếng đi không? Có nghĩa là hai cái coil này nó đang bị ngược chiều nhau. Alo, alo. Có nghĩa là thợ hàn coil ngược các bạn nha. Đó. Cái này ít người sử dụng biết đấy. Nhưng mà đây là một cái lỗi từ thợ nha. Nào, bây giờ là mình sẽ tháo một trong hai tay ra. Mình đảo lại là ok thôi. Nhưng mà để cho chính xác dương âm của mic, biết đâu mình tháo một tay thì cái mic đấy lại là chuẩn dương âm thì sao? Cho nên bây giờ mình sẽ đi mình tháo cả hai. Đầu tiên mình tháo biết đâu lại vớ được cái đúng cái mic mà nó lại bị ngược thì sao? Nào, lên được kiểu gì đây? Con này tháo vặn gen rồi mà nó còn không xoay là thế nào? Nào, đã thấy mình quay coi trên vậy, mình quay cái trên. Ấy, cái trên nó rõ này bạn ơi, vẫn để vặn ở dưới. Bây giờ để mình tháo nhá, mình tháo ra. Mình định để tháo nhưng mà thôi. Mình cho các bạn nhìn luôn này, ai viết chữ Chí vào đây này. Chí có nghĩa là micro của bạn Chí. Và bạn Chí này, bạn ấy không biết bạn này hàn có ngược không, Chí ạ. Đây là micro đã thay này. Cái thứ nhất là micro này là micro hàng ngoài và nó bị sai. Tức là như kiểu là các bạn tưởng tượng như kiểu nếu mà micro mà zin chuẩn của hãng thì không bao giờ đầu cái màng rung này người ta làm bị ngược. Chỉ có micro bên ngoài. Tức là khác thì nó đây cũng Chí này. Nào mình xem nhá. Hai cái cùng Chí. Nào. Một dây đen, một dây xanh. Thì dây xanh vào đỏ, đen vào trắng. Nào chúng ta so sánh xem có ngược không nhá. Đây đen vào đỏ đó. Đen vào trắng, màu đỏ nào. Vậy là hai cái đều cùng màu đỏ bên này. Đó. Hai cái chuẩn màu, nếu mà nói màu đen thì đều chuẩn về bên này. Đó, thì bây giờ theo cái nào? Vậy là không phải chỉ ngược ở đây mà nó ngược ở trong các bạn nhé. Nếu mà theo màu đen thì hai cái mic này đang chuẩn. Nhưng mà mình đang quan ngại đây này. Mình đang nhìn cái này nó có cái đặc biệt này. Đây xem nào. Cái dây này nó cũng không đánh dấu đen đỏ các bạn ạ. Nó không đánh dấu đen đỏ. Vậy là cái này ngược hay cái kia ngược? Ôi chịu, bây giờ bị như thế này rồi thì thôi. Mình đổi bừa một cái thôi.
Đấy. Nhiều điện thoại quá mình không muốn nghe luôn, sợ nghe luôn, nhiều hàng quá rồi không dám nhận nữa. Không dám nhận nữa các bạn ạ. Nếu bạn nào mà muốn gửi hàng đến nhắn tin rồi mình đọc tin nhắn cho mình trả lời. Mình không muốn nhận hàng nữa. Bởi vì nó nhiều quá, nếu mà nói thật các bạn nhận thì nhận được thôi, nhưng mà đến lúc mà chúng ta mà cứ để lâu quá khách lại dục. Mặc dù mà mình khi mà nhận mình bảo là rất là lâu, nhưng mà thôi miễn làm sao cứ gửi được đến, gửi đến xong rồi nếu khoảng một tháng sau anh ơi chưa sửa cho tôi à, đã bảo là rất là lâu nhưng mà vẫn cứ hỏi chưa sửa cho tôi à. Có nghĩa là nếu mà xác định lâu là phải bao giờ mình sẽ sửa máy này, sửa xong này mình sẽ liên hệ lại, đấy là xong, cứ gọi là cứ đợi thôi, đợi bao giờ mình sửa xong thì mình là xong. Chứ còn thì lại hỏi anh ơi mai chưa sửa xong tôi à. Nói chung các bạn ạ, mệt đầu lắm. Ngày nào cũng vài cuộc. Anh ơi chưa sửa cho tôi à, nhọc lắm. Nào bây giờ mình chập mic nhá, lúc này xe rất là to đấy. Alo, 1 2. Các bạn thấy vỡ trời chưa? Đấy. Alo. 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 Chập mic này. Chập mic nhá. Alo, 1 2. Nó phải thế chứ. Mic này nó còn to các bạn ạ. Tiếng này Canon thì Canon nó còn to này, thì 6 ly chắc còn to nữa. Nào để mình xem nào, 6 ly nào. Hàng xóm làm cái tủ bếp mà ổn quá. Nào thử một tiếng 6 ly xem nào. Có vỡ rời không nào? Alo, 1 2. Alo. Các bạn ơi, vậy là 6 ly nó nhỏ hơn Canon các bạn ạ. Ở cái mic này nó lại thế, nó lại không như xua thì 6 ly nó to hơn. Nào mình sẽ test thử hai tay để chốt, để chúng ta còn xác nhận là 6 ly chạy cả hai vế này. Alo, 1 2. Alo, 1 2. Vậy là cả hai vế ok rồi nhá. Vậy là cuối cùng mình chốt lại là bộ mic này là lỗi gì nào. Điều đầu tiên là hỏng tụ. Hỏng tụ lúc đầu mình thử con 22 này, con 10mm này, con 4.7mm này. Xong cuối cùng loanh quanh mình thấy hết cả tụ 10mm, tụ 4.7mm ở đây, toàn bộ mặt trước. Đó. Và mình lại thay lẫn cả mấy con tụ lọc nguồn 8V vào. Và mình phải sử dụng tụ 220mm. À đâu, đây 220mm đây. Mình lại phải sử dụng tụ 220mm 25V này vào. Đó, vào lắp vào cái chỗ lọc nguồn 8V. Đó. Và tiếp theo là nó bị đứt một con chờ. Một con chờ nó không hẳn là đứt, mà như kiểu nó bị trong mạch thì nó đứt, nhưng mà khi mình tháo ra thì nó lại bình thường. Đó, và mình thay bằng một con chờ khác mà mạch nó chạy ok rồi. Bệnh nó vậy thôi. Tụ và đứt một con chờ là hai vế mất cả tiếng, toàn bộ tiếng các bạn nhé. Rồi ok, mình xin kết thúc video ở đây thôi. Bộ micro MusicWare SH Pro 1500i đã đến đây là kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video sửa chữa đồ điện Dũng Ngân. Trân trọng cảm ơn các bạn.